Chào các bạn nha, đây là cái nẹp nhựa đi điện. Thì hiện tại bây giờ vẫn có nhiều nhà đi điện nổi như thế này. Và khi mà đi điện này các bạn, thì đến bây giờ vẫn có nhiều người sử dụng cái khoan thế này các bạn, khoan vô tường. Đó. Khoan vô tường các bạn thấy không? Bụi bẩn nó bám này. Đây. Bụi bám thế này ha. Sau đó phải đóng tắc kê hoặc bắt vít vào. Đó, đóng tắc kê bắt vít vào. Thì các bạn thấy với cách làm này này, nó rất là lâu, mất thời gian và đi dây điện lằng nhằng nữa. Cho nên mình chia sẻ với bạn một cái giải pháp làm cực kỳ nhanh, gọn, tiết kiệm chi phí hơn rất là nhiều nha các bạn. Đây, mình giới thiệu cho bạn cái sản phẩm này nha. Đây là búa đóng đinh ST18. Đó, được tặng thêm 400 đinh đúng không ạ? Cái này nè. Đó. Mình rất là thích luôn sử dụng cái này. Tốc độ làm việc nó hiệu quả nhanh hơn rất là nhiều. Đây nó có hai loại các bạn, cái loại này là tự động này, mình nhấn nút thôi, nó sẽ bật lên nha, và khi mình đóng 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 thế này, nó sẽ rút vào. Đó, còn cái loại này là không có tự động, mình đóng vào, xong đó phải tự kéo lên và nó sụp sạch thế này. Cho nên mình thích cái cây tự động này hơn rất là nhiều nha. Còn đinh ở đây á là đinh 18 đóng vào tường gạch bê tông, ok nhá. Đây, mở lên và lấy ra. Bây giờ sẽ ráp đinh vào các bạn xem này. Đắp đinh vào và test cho bạn xem nhé. Đó, rất gọn gàng và nhẹ luôn. Ok, bây giờ mình sẽ test cho bạn xem nhé. Với dụng cụ này, các bạn thao tác cực kỳ đơn giản và gọn luôn các bạn. Nó không vướng víu như sử dụng máy khoan nhá. Đây, mình có thể đặt cái nẹp ngang dọc khi cũng được. Và mình một tay mình giữ cái nẹp, một tay giữ cái búa thế này. Ha. Đây, mình sẽ đóng cho các bạn xem nhé. Đóng lại đây đi. Đây, mình đóng vào. Đó, khi đóng xong ha, mình việc nhấn lên thôi. Đó, tự động nạp đinh. Rồi mình sẽ chuyển qua vị trí khác này. Rất gọn nha. Đó, quá tuyệt vời cái đinh này. Các bạn thấy không? Nó đóng sát vào trong cái tường luôn. Và nó giữ rất là chắc nha. Giữ rất là chắc. Đó, quá tuyệt vời. Còn các bạn có thể so sánh đi. Nếu như mình khoan này á, bụi nó sẽ bay ra rất nhiều. Đây. Bụi thế này. Nếu như nhà dân nó sẽ rất là dơ hoặc là thi công mình hít cái bụi này vào thì rất là nguy hiểm nhá. Còn sử dụng cái búa đóng đinh này các bạn thì chỉ việc đóng thôi. Rất gọn gàng nhẹ nhàng ha. Đó, và thả ra thôi là xong ha. Không hề có một tí bụi nào luôn các bạn nha. Wow. Như vậy các bạn thấy không? Cái dụng cụ này rất là tuyệt vời, thì mình chia sẻ với bạn nào cần á thì có thể bấm vào link bên dưới phần bình luận và mô tả để đặt hàng các bạn. Cái này mình không có bán để chia sẻ cho mọi người biết thôi. Rồi, hy vọng video sẽ hữu ích cho các bạn nha. Mong các bạn chia sẻ để cùng biết. Chào các bạn.